Hello, xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Khải Văn Mai Vlog nha. Và hôm nay mình đang có mặt tại cái con đường Tân Kỳ Tân Quý. Hôm nay quả là một ngày rất là đẹp trời, trời rất là nắng luôn quý vị. Thì ở cái khúc này là nghĩa trang Bình Hưng Hòa, nó đang giải tỏa. Thì hôm nay mình sẽ vào và cập nhật cái tình hình hiện tại đang những chỗ mà đã và đang giải tỏa nha quý vị. Ở đây là một con đường đi vào cái hướng cái lộ thiêu nè. Đó, mình có thể thấy được cái bảng thông báo của bên ủy ban quận Bình Tân quý vị. Đó thì giai đoạn 1 nè, đó khu 10 hecta và khu 2 hecta. Thì cái khu này là 10 hecta quý vị. Đó, khu rộng này là 10 hecta nè. Giai đoạn 2 thuộc phường Bình Hưng Hòa A 11.54 hecta. Bốc mộ tập trung trong tháng 11/2024. Tức là cũng cận Tết 2025 đó quý vị. Giai đoạn 3 là cuối cùng của cái nghĩa trang này. Khu 17.3 hecta. Cái khu này là rộng nhất luôn. Bốc mộ tập trung trước 30/4/2025. Và sau 30/4/2025 thì khu nghĩa trang Bình Hưng Hòa sẽ bị xóa sổ. Mình đang đứng ở một cái chỗ rất là trống trải luôn. Ở đây thì ở đường Tân Kỳ Tân Quý đi vô đây cho có chút xíu thôi quý vị. Ở đây có một cái cây nè. Cái cây này rất là tâm linh luôn nha. Hồi trước thì có rất là nhiều bác sĩ vào đây để lấy ven mà một cách nhanh chóng đó quý vị. Thì người ta không có ở trong đây phê lâu quá, cho nên là vô lấy ven là nhanh chóng rời đi. Và bây giờ thì còn lăn lóc những cái kim tiêm ở đây nè. Đó quý vị thấy không? Rất là nhiều luôn. Thì khu này là cái khu 10 hecta ở trong giai đoạn 1. Ở đây còn rải rác những cái ngôi mộ. Thì những ngôi mộ này là được thân nhân yêu cầu là tự bốc trong cái ngày mà thanh minh đó quý vị. Thì bữa nay chưa có tới ngày thanh minh đâu. Đó, chúng ta có thể thấy được những cái ngôi mộ nè. Còn ở trong đây đó, rải rác thôi. Khu bên đó là khu của đạo Thiên Chúa. Ồ, bữa nay mình thấy có một cái xe múc đó quý vị. Hình như là người ta đang ban đất ở dưới đó kìa. Đó, cái khu đó là cái khu cuối cùng ở trong nghĩa trang này rồi. Người ta đang sang phẳng từ từ ra. Mình thấy ở dưới đó cũng những cái cây á, người ta cũng đã cưa bớt rồi, thấy trống trải hơn nhiều rồi quý vị. Đó. Bây giờ thì con đường này nó rất là trống trải, trống vắng luôn. Rồi kế bên chúng ta có thể thấy được cái lò thiêu Bình Hưng Hòa nó đang hoạt động. Đó, mình có thể nghe được cái tiếng cái lò nó chạy ha. Nó làm e có khói nữa kìa. Đó, khói bốc lên á. Thấy không? Ở bên đó còn lưa thưa những cái cây này. Mình không hiểu sao người ta cưa vòng vòng ở đây trống trải hết rồi mà còn chừa những cái cây đó ta. Khu này có những cái lỗ rất là sâu luôn quý vị. Thì ở đây trước là những cái nguyệt mà người ta bốc lên rồi nè. Người ta lắp á, nó bị sạc xuống dưới. Đó, cái lỗ này hơi bị sâu luôn. Đó, để mình dòm lên cho quý vị xem nè. Không, rất là sâu ở dưới luôn. Đi không khéo là sập chân ở dưới. Ồ, những cái cây này là cây bồ đề. Cây bên đó là cây gì mình không biết nữa. Ở bên đây có những cái ngôi mộ của đạo Thiên Chúa nè quý vị. Wow, ở chỗ này khá là tâm linh luôn. Ở đây có cái mộ đã được bốc rồi nè, mà cây thì nó phủ lên, cái bồ đề nó mọc lên nó phủ hết cái mộ luôn. Đây là một cái bờ tường nè. Đó, từ ở trên đường Tân Kỳ Tân Quý dài xuống dưới gần tới nghĩa trang luôn. Đó, gần tới cuối nghĩa trang luôn, ngay chỗ cái cây đó quý vị. Đó, cây đó là cây da, mà ở đó cũng có rất là nhiều những cái tâm linh. Ở phía bên đó có nhiều bác sĩ tới trú ngụ á. Những cái cây mà những cái nhánh trà người ta dọn á quý vị, người ta gom lại một đống ở đây nè. Đó, những cái mà người ta không có làm được, người ta không có bán được á, thì cây ở đây đa số là người dân, người ta tới người ta cưa đó, người ta đem bán củi. Đây còn
hai ngôi mộ, ba ngôi mộ bên đạo Chúa. Khu này của đạo Chúa. Đóng trà hết thân luôn. Cái này mình nghĩ chắc họ gom xong á rồi họ sẽ đốt lên. Họ sẽ múc, người ta đang ủi chỗ này thành bình địa luôn quý vị. Từng trước mình tới đây gặp Nhật thì chỗ này còn rất là rậm rạp luôn. Mà bây giờ thì nó thành bình địa rồi, người ta cưa cây. Ở trước đây có một chú đang cưa cây hay gì nè. Chạy xe ba gác vô đây. Bữa nay chỗ này khá là thoáng mát luôn. Mình đang đi ở cái hướng mặt sau của lò thiêu Bình Hưng Hòa quý vị. Và ở đây có một cái cây rất là to luôn. Thì khung cảnh bữa nay rất là khác luôn quý vị. Đó. Phía đằng sau này bữa nay người ta sang bằng luôn rồi. Không còn một cái cây nào cả. Những người dân tới đây đã cưa cây. Họ bán đó quý vị. Bán củi. Và mình đi vào cái khu này. Một cái khu mà bên đạo Chúa. Ở đây thì còn những cái mộ nè. Bê tông của mộ còn lõm chõm. Đó, và những cái lư đó nhìn rất là tâm linh luôn. Phía trong đây thì được xe múc đồ, họ đã ủi cho nó bằng, họ dập nát ra quý vị. Ở đây có những cái cây nè, nó phải nói ở đây lúc xưa là cái khu nghĩa địa của người giàu. Bởi vì quý vị thấy không, những cái mộ ở đây á, cái quy mô nó rất là lớn luôn. Những cái tấm bia nè, cái nào cũng to chà bá luôn. Và ở đây còn một số mộ chưa có được bóc lên nè quý vị. Không biết đây là mộ không thân nhân hay là thân nhân yêu cầu là đợi tới thanh minh để bóc nữa. Wow, có những cái mộ mà nấm bằng đất quý vị. Bây giờ đã bị lạn cái nấm rồi, mình nghĩ chắc là lâu rồi thân nhân không tới để mà dọn dẹp. Ở đây là mộ của một em bé. Mộ em bé rất là hoành tráng luôn quý vị. Đó, bây giờ mình không có thể nào mà đọc được những cái thông tin ở trên nữa. Nó rất là mờ. Nó trải qua thời gian nhiều năm, nhiều tháng. Thì cái chữ đã bị phai mờ rồi quý vị. Ở đây cũng vậy nè. Mình không biết đây là mộ của trẻ em hay sao. Hai bên là hai cái nấm đất, còn chính giữa là bê tông. Và bên đây cũng vậy nữa. Ồ, tính ra cái khu này còn rải rác rất là nhiều luôn quý vị. À, ở đây là mộ của người Hoa nè, bé người Hoa nè. 5 tháng 4, 8 tháng 4 là có 3 tháng thôi. Một bé 3 tháng tuổi. Vậy là phía sau này là nhiều những mộ em bé hả? Em bé thai nhi rồi ở đằng sau đây nè. Ở đây thì một cái mộ mà mình thấy rất là đặc biệt luôn. Ở phía trên nè, quý vị thấy không? Có một cái lỗ mà hình chữ nhật này, người ta hình như là người ta phả đất lên á. Theo bên đạo Công giáo thì người ta sẽ cắm nhang ở lên cái chỗ mà phả đất ở trên đây. Và lâu ngày mưa nó xói mòn dưới, lộ nguyên một lỗ luôn quý vị. Và cái mộ này thì lâu rồi cũng không có thân nhân tới để dọn dẹp. Ở bên đây là kế một cái khu dân cư rồi quý vị. Ở đây cũng là cái khu cuối của nghĩa trang. Đây có mộ của những người lớn tuổi nè. Khá là lâu. Không có rõ tên tuổi nữa. Phía trước mình thấy có một cái này giống cái nhà quá ta. Mà mình không rõ là cái nhà này nó ở trong nó có cái gì. Để mình đi vào thử. Ở bữa nay công nhận trời nắng thiệt quý vị. Nó tuy là năm rồng
nhưng mà trời rất là nắng. Không biết rồng này chắc không phải là rồng vàng rồi, rồng đỏ, rồng đen gì vậy. Đó, bên đây là kế một cái trường học nha, trường học Việt Mỹ nè, Việt Mỹ English nè. Đó, sau này mình nghe một số thông tin của nhiều người nói là sẽ có một cái dự án trường học nằm ngay chỗ này, kế bên cái trường Việt Mỹ đó. Ở đây đường xe múc chạy vô luôn quý vị. Đó, sang bằng luôn. Ồ, ở đây là một tượng ông Địa Tạng Vương đang cầm một cái viên ngọc châu thưa quý vị. Và ở trên còn một cái nải chuối người ta cúng ở trong đây. Và ở dưới là một cái tượng nhỏ nữa. Wow, tượng Phật này là Phật Quan Âm nghìn mắt nghìn tai đó. Đúng rồi. Nhưng mà có một điều đặc biệt là một cái tay đã bị gãy. Đó, một tay đã bị gãy người ta để lên ngay chỗ mà chắp tay của cái vị Phật này. Cái tượng này mình nghĩ rất là lâu rồi, không có người sơn sửa lại, cho nên đã bị bong tróc khá là nhiều luôn. Đó, mà mình thấy kết cấu vẫn rất là đẹp nha, không có bị gãy hay là gì hết á, còn rất là đẹp luôn, hầu như là nguyên vẹn luôn quý vị. Đó, tượng này cũng khá là cao đó, khoảng 2,5 m quý vị. Tượng Phật ngồi nè, ở dưới có tòa sen. Wow, khá là đẹp luôn. Quá đẹp. Thì cái khu này là nghĩa trang Tao Mai quý vị. Nghĩa trang Tao Mai của bên Phật giáo. Đó, bên kia là một cái nhà hoàng của nghĩa trang Tao Mai nè. Mình nó thấy mấy chú đang cưa cây nè. Mấy chú đang cưa cây bên đó. Ồ, quá chừng củi luôn. Thì ở đây những người mà lấy củi á, xong á họ còn những cái nhánh trà họ sẽ gom thành một đống. Sau này chắc cũng đốt ha, nó khá là nhiều củi luôn. Đây có một chú đang lên củi nè. Cây ở trong đây to to không ạ? Nó thì ở đây là giáp với cái đường Bình Long luôn thưa quý vị. Ở ngoài đó là đường Bình Long nè. Bây giờ thì lúc trưa cũng gần tới giờ cao điểm rồi đó, chắc xíu nữa cũng kẹt xe. Mấy cái cây này rất là lâu năm rồi, có lỗi luôn quý vị. Cái này giống lim quá ta, có lỗi luôn nè. Và đây là một cái nhà hoàng. Cái nhà này để đem những cái xác vô để chờ trong lúc đem ra ngoài để an táng. Ở đây thì người ta làm những cái nghi thức bên đạo. Cái nhà hoàng này cũng rất là lớn luôn quý vị. Đó, thì cái khu vực này là ở đằng sau một cái bức tường thành này quý vị. Đó, ở đây là khu vực nghĩa trang Tao Mai nha. Thì đây là một trong mười mấy cái nghĩa trang để hình thành lên một cái nghĩa trang lớn Bình Hưng Hòa. Chúng ta có thể thấy cái đế mà để một cái tượng đó ở đây nè. Mình đang đứng ở phía mặt trước của cái nhà hoàng này. Có một chú đang mài cưa. Đó, hai bên đó là có hai cái ông tướng gì nè quý vị. Nhà hoàng này cũng được xây rất là lâu rồi. Ở đây thì có những cái chữ nôm ở bên trong, hai bên có hai cái dòng chữ đối xứng nè. Ở trong có hai con, cái này con công hay con đà điểu ta, đứng ở trên con rùa. Đó, có một cái hình thờ chính giữa. Và rất là nhiều người tới đây để nhang nè, thuốc nè, thắp. À, mình thấy rồi. Ở đây là có cái dấu tích nè, cái năm mà để người ta xây dựng lên cái nhà hoàng này. Năm 1998 nha. 1998 mà tới nay là cũng khoảng 26 năm rồi. Cái nhà hoàng này cũng lâu rồi chưa có được tu sửa quý vị. Nhìn trên trần thì nó cũng còn mới không. Đó, chỉ bị bong tróc theo thời gian thôi. Đó, người ta lót ở ngoài là gạch tàu. Ở ngoài thì bị bong tróc hết rồi. Phía bên này là một cái bệ nè, hồi đó chắc để một cái tượng Phật gì đó.
Địa Tạng hay là Phật Quan Âm gì đó. Đó. Hội Sơn Tảo nè. Năm Bính Tý. Bữa nay thì ở đây có một cái sự khác biệt, đó là những cái ngôi mộ xung quanh đây đã được bóc lên rồi quý vị. Bữa mình cập nhật cho quý vị xem á. Thì đây còn những cái ngôi mộ. Bữa nay thì sạch sẽ rồi. Chỉ còn ở phía đằng sau đó thôi. Chúng ta có thể thấy được những cái cây người ta cưa nè. Đó, bên đó nè. À, những chú cưa người ta chắc đóng á. Đó. Ở đây vài bữa nữa chắc cũng sẽ bình địa như ngoài kia thôi. Mình đang đứng ở một cái góc cuối của lò thiêu. Ở đây có một cây thánh giá nè quý vị. Thì ở trên cây thánh giá có tên của cái nghĩa trang ở đây là Đồng Hương Sơn Dục. Đó, đây là một tên của nghĩa trang bên đậu chúa thưa quý vị. Và mình đang đứng kế bên bên lò thiêu luôn. Bữa nay thì máy móc nó hoạt động, nó kêu rất là lớn luôn. Ở đây có những cái cây nè, cây to người dân họ cưa ra thành khoanh, cái họ vác lên xe ba gác và họ chở bán củi quý vị. Ở đây cũng là ngay chỗ cái chỗ mà để xác ở trong cái lò thiêu bình hưng hòa đó, cái thùng đông lạnh đó đó quý vị thấy không, ở đó là để xác ra những cái xác mà thân nhân chưa tới nhận đó, để chờ đó. Ở đây thì cũng có còn rất là nhiều những cái mộ mà người ta chưa có bóc, chắc thân nhân cũng yêu cầu là tới thanh minh đó quý vị. Mình thấy những cái mộ ở đây thì có những cái bia, bia đá, bê tông thôi. Cái núm thì bằng đất mà cái núm bị lạn rồi. Đó. Ở đây thì lởn ngởn những cái gạch đá rồi nè, người ta bóc lên. Ở đây thì cái bia đã bị nghiêng và lún xuống khoảng nửa cái rồi. Đó, rất là lâu luôn rồi quý vị. Đó, và ở đây chúng ta có thể thấy được một cái mô này của cái núm nè. Đó. Mộ này bên đạo chúa người ta làm theo cái kiểu cách là cái thánh giá và khắc tên ở trên. Ở đây cũng vậy nè. Cái khu này mình thấy còn rải rác cũng khá là nhiều. Những cái mộ mà có bia và núm đất. Ở đây nữa nè quý vị, rải rác cũng còn vài cái. Ở đây là khu vực cây da quý vị. Cây da này rất là to luôn, cỡ 7-8 người ôm mà không hết. Thì theo mình nghĩ là cái khu vực này là một cái gia tộc nào đó. Họ đã xây những cái tường thành này nè. Khu này khu trong gia tộc nè. Và cây da này cũng rất là tâm linh luôn. Bởi vì sao? Nó mọc lên từ hai cái ngôi mộ rất là lớn luôn. Một cổ quý vị. Người ta làm bằng đá tổ ong nè. Đó, cây da mọc lên chính giữa và nó bao trùm hết luôn hai cái mộ này. Đó, quý vị có thể thấy được. Có nhiều người tới đây họ cắm nhang nè. Ở trên có những cái da rắn nè. Có rắn trú ngụ ở trong này nữa quý vị. Đó. Ở đây là nó rễ là nó đùng lên. Rồi những cái trụ nè. Bốn trụ bốn gấp mộ á, nó bị nghiêng qua luôn. Hai cái mộ bị phá hủy bởi một cái cây da rất là lớn. Và ở đây có một cái miếu nhỏ. Cái miếu nhỏ này mà hồi trước chắc cũng ở cạnh cái cây da này. Và rễ nó mọc lên đó quý vị. Nó đùng nó nghiêng luôn. Đây là đang có một anh trai đang cưa cây nè quý vị. Có mộ ở đây mình thấy đa số họ lật lên, có khi nào họ chôn ở trên không ta? Rất là lớn luôn. Và bây giờ thì chắc cũng có nhiều những bác sĩ vào đây lấy ven khẩn cấp rồi đi hay sao á. Đó, mình thấy những cái kim tim mà còn sót lại ở đây. Đó, khá là nhiều luôn ha. Thì cái chòi này nè rất là tâm linh luôn quý vị. Hồi trước thì có nhiều bác sĩ tới đây tụ họp để ở trong đây và lấy ven cho nhau á. Nghe nói cũng bị sốc thuốc chết ở cái nền này cũng 2-3 mạng rồi. Và bây giờ thì những bác sĩ đó đã bị hình sự truy quét trước Tết Tây 2024. Bây giờ thì chỗ này đã bình địa.